Dạ, con cảm ơn bà. Con xin hỏi tiếp ạ. Sau khi Đức Phật thuyết pháp cho mọi người nghe, thì trong các vương tử có một người tên là Nguyệt Cải đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu làm lễ chân Phật, đứng nép sang một bên thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, trong tất cả cúng dường pháp là ưu việt hơn hết, con chưa hiểu ý nghĩa của cúng dường pháp, kính mong Đức Thế Tôn dạy bảo. Đức Dược Vương Như Lai biết ý nghĩ từ thâm tâm của vương tử Nguyệt Cải, bèn khả ấn: Nguyệt Cải, sau này ông sẽ truyền trì chánh pháp, làm tường thành hộ pháp, khiến cho Phật pháp cựu trụ thế gian. Xin bác giải thích cho con Phật pháp cựu trụ thế gian ạ. Có phải đó là pháp môn thứ sáu không ạ? Bây giờ mình mới giải pháp, chính người giải pháp là công đức rất lớn chỗ này nè. Thấy không? Bây giờ bố thí pháp là bố thí lời giải của pháp, mà là giải pháp nào? Là pháp mà nói ra chân thật của Phật á, mới gọi là bố thí pháp. Còn bố thí pháp mà vật lý không phải là bố thí pháp. Cái đó là mình phải hiểu chỗ này nè. Thành ra ông nói đó, về sau ông này có chịu trách nhiệm lo cái chuyện này nè. Nguyệt Cải này, cái vương tử mà đâu phải nhỏ đâu. Nghĩa là một vua con á, là con vua đó, vương tử tên Nguyệt Cải. Về sau ông phải đi theo cái tiền tông này nè. Thì trong ba mươi mấy vị tổ có vương tử Nguyệt Cải này mà tôi cũng nói. Đã Đức Phật, đã Phật thọ ký, ông phải theo cái dòng thiền này. Được ở chuyện đó thì nó sâu xa mình không nói, nó quá cái hiểu biết của thế gian, như hơn nữa mình nói ra thì nó không chứng minh được, thành ra không nói. Mà những cái gì Đức Phật nói mà chứng minh được thì mới được quyền giảng cho người ta nghe thôi, còn nếu mà không chứng minh được hoàn toàn không nói. Dạ, con cảm ơn bạc.